Ngày 17 tháng 8, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết đã truy xét, làm rõ người đổ keo 502 vào ổ khóa hàng chục hộ dân vào ngày 16 tháng 8. Theo phản ánh của người dân, sáng ngày 16 tháng 8, khi người dân ra mở cửa thì phát hiện ổ khóa trước nhà bị đổ keo 502, không thể mở mà phải phá khóa. Ông LQT chú tổ 59, phường Mỹ An cho biết ổ khóa bị đổ keo, trên đó còn dán một mảnh giấy nhỏ ghi quảng cáo đăng ký một kênh YouTube. Không chỉ nhà ông T mà xung quanh hàng xóm cũng có nhiều nhà bị tương tự. Việc này khiến nhiều gia đình bất an, lo lắng. Bước đầu xác định ngày 16 tháng 8, có 17 hộ dân ở kiệt 89, đường Lê Văn Hưu, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn có ổ khóa bị đổ keo. Trên ổ khóa còn có một mẩu giấy nhỏ ghi nội dung chỉ dẫn truy cập đến một kênh YouTube. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương vào cuộc, làm rõ người liên quan cũng như động cơ. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Mỹ An đã làm rõ người gây ra vụ việc trên là NNK 16 tuổi, trú Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Bước đầu ca khai đã thực hiện hành vi nhỏ keo và dán tờ giấy với khoảng 45 hộ dân tại nhiều phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.